Nếu như Jessica Jung, cựu thành viên SNSD, Girls' Generation, được biết đến với tên gọi nữ hoàng băng giá, thì cô em gái Crystal Jung, thành viên FX, cũng nổi tiếng không kém với vẻ ngoài sang chảnh, cùng hàng loạt scandal về thái độ không tốt với các bậc tiền bối. Thế nhưng ít ai biết được rằng, sau sự lạnh lùng của hai cô gái nhà SM lại là tình chị em vô cùng gắn bó, yêu thương và nhắn nhít như bao chị em khác. Cha của hai chị em là luật sư nổi tiếng, còn mẹ hai người từng là một huấn luyện viên thể hình. Họ từng sở hữu một căn hộ cao cấp trị giá 2 triệu USD gần tòa nhà SM từ khi chị mới là thực tập sinh trong công ty. Jessica nói rằng bản thân giống mẹ, còn Crystal thừa hưởng nét đẹp từ bố. Jessica tên thật là Jung So-yeon, sinh năm 1989 tại San Francisco, California, Mỹ. Cơ duyên đưa cô đến với SNSD vô cùng tình cờ. Nhân viên công ty SM Entertainment từng ngỏ lời mời Crystal gia nhập, nhưng vì tuổi đời còn quá nhỏ, nên ông bà Jung đã giới thiệu chị gái là Jessica vào công ty thay cho Crystal. Có nhiều tin đồn, cô nàng hẹn hò với nhiều idol nam trong công ty từ trước khi ra mắt. Nữ ca sĩ ra mắt vào tháng 8 năm 2007 và ngay lập tức thu hút sự chú ý nhờ gương mặt đẹp sắc sảo. Sở hữu dòng nữ cao, lạ và trong trẻo, nên Jessica từng được đảm nhận vai trò hát chính bên cạnh Taeyeon. Ngoài khả năng và tình yêu lớn với âm nhạc, Jessica còn ấp ủ một niềm đam mê ngay từ nhỏ với thời trang. Đến năm 2014, cô thành lập thương hiệu thời trang riêng mang tên Bless and Adler. Đây cũng là thời điểm khó khăn của cô khi đưa ra quyết định chính thức rời khỏi nhóm nhạc đã tạo nên tên tuổi của mình, SNSD. Crystal tên thật là Jung So-jung, sinh năm 1994 tại San Francisco, California, Mỹ. Tuy từ chối SM, Crystal vẫn tham gia đóng một vài MV cho nghệ sĩ thuộc SM như Shinhwa hay đóng MV cùng Hagalin. Đến năm 2006, cô nàng được gia đình cho phép theo học nhạc hip-hop và jazz tại SM. Crystal là thực tập sinh khá nổi tiếng từ khi chưa debut nhờ nhan sắc nổi trội, từng đóng MV của Shinee. Crystal ra mắt vào tháng 9 năm 2009, đảm nhiệm vai trò em út Crystal cùng nhảy chính trong nhóm nhạc nữ FX. Ngoài công việc ca sĩ, Crystal còn là một cái tên đắt giá trên màn ảnh cùng với các hợp đồng quảng cáo cho những thương hiệu lớn. Cặp chị em thường xuyên dính phốt thái độ. Jessica và Crystal có hình tượng lạnh lùng, xa cách, hiếm khi có biểu cảm khi xuất hiện trên truyền hình. Điều này khiến họ vướng vào những scandal thái độ, bị netizen chỉ trích. Jessica vốn có hình tượng công chúa băng giá, luôn giữ vẻ mặt thờ ơ. Đây là nét tính cách riêng giúp cô nàng sở hữu lượng fan khủng trong nhóm. Tuy nhiên, thái độ khi biểu diễn của nữ ca sĩ trở thành đề tài gây tranh cãi. Jessica thường khá lười biếng khi thực hiện vũ đạo, đặc biệt là khi quảng bá I Got The Boy. Thành viên SNSD thường bị tố lười nhảy, động tác yếu và nhìn uể oải so với 8 cô gái còn lại. Trong khi cả nhóm có thể thực hiện động tác xoay đến rối cả tóc, Jessica chỉ quay vài cái lễ lệ. Hành động này của công chúa băng giá khiến một số người hâm mộ cùng tức giận. Jessica thường có những màn bạo lực quá đà với những cô gái khác trong nhóm. Khi xem lại các clip cũ, netizen đã chỉ ra rằng nữ ca sĩ thường đánh khá mạnh tay khi chơi đùa cùng những thành viên khác. Jessica từng ấn đầu Hyoyeon với biểu cảm khá dữ, dùng chân đá Tiffany. Những chi tiết này thường bị netizen lôi ra làm bằng chứng về thái độ không tốt của Jessica trong nhóm. Cựu ngôi sao nhà SM cũng khiến công chúng khó chịu vì đi muộn khi tham dự sự kiện. Tháng 7 năm 2016, Jessica dính phải lùm xùm thiếu chuyên nghiệp khi đi muộn 15 phút trong sự kiện ký tặng của nhãn hàng thời trang riêng. Cô nàng thản nhiên sải bước nhẹ nhàng, mãi mê selfie mặc dù đến muộn. Mới đây nhất, Jessica còn bị tiền bối Park Myung-soo bóc phốt thái độ lạnh lùng, không vừa lòng với ông khi hợp tác trong Infinity Challenge. Ngày mới khi ra mắt, Crystal cũng vướng phải nhiều scandal không hề kém cạnh chị gái. Khi tham gia Running Man, gương mặt chán chường, ánh mắt lườm sắc của Crystal trở thành đề tài nóng. Nhiều ý kiến cho rằng cô nàng đang nhìn đểu Seon-yeon. Tại một show khác, Crystal tiếp tục trưng khuôn mặt chán nản, ngồi rung chân và không tập trung khi nghe tiền bối nói chuyện. Thành viên FX phải chịu rất nhiều bình luận chỉ trích vì thái độ không phù hợp, kiêu căng trên sóng truyền hình. Netizen còn soi mói đến mức ném đá việc Crystal không chịu cầm ô và bắt quản lý cầm. Nhiều ý kiến bình luận, không tưởng mình cầm ô được à. Tôi biết cô ta rất đẹp, nhưng hình ảnh này khiến tôi nổi điên. Cái ô đó có nặng lắm đâu, tự mình cầm đi chứ. Không có tay sao, nhìn cái kiểu cho tay vào túi áo thật là ngứa mắt. Anh quản lý trông giống nô lệ quá, thật tự kiêu. Đằng sau vẻ ngoài lạnh lùng là cặp chị em vô cùng đáng yêu. Mặc dù vậy, cả hai chị em Jessica và Crystal đều được mệnh danh là cặp đôi lạnh lùng nhất K-pop với khuôn mặt đẹp hút hồn, ít cười, vẻ ngoài sang chảnh và được coi là một trong những biểu tượng thời trang tiêu biểu nhất. Nếu tìm hiểu sâu về cặp chị em Jess Chris này, chúng ta lại chỉ thấy ngưỡng mộ sự chân thực và đáng yêu của họ hơn là sự khó gần và lạnh lùng như tin đồn. Ngay từ những ngày đầu mới ra mắt, họ đã phải làm quen với áp lực lớn do thời gian hoạt động dày đặc. Nhưng Jungsik, chị em nhà họ Jung, luôn quan tâm và động viên nhau vượt qua mọi khó khăn đó bằng ánh mắt, những cái ôm ngay cả trên sân khấu. Nếu theo dõi sâu truyền hình thực tế CoverGirl trên One Style của cặp đôi này, chúng ta sẽ bất ngờ hơn với tình cảm khó tách rời của Jungsik.
Kể về tuổi thơ, Jessica chia sẻ, Crystal vốn tỏ ra ngại ngùng và sợ hãi khi người khác nhìn chăm chú vào mình. Chính vì vậy cô nàng thường tỏ thái độ lạnh lùng trước đám đông hay cố gắng lảng tránh những ánh mắt đó. Hiểu rõ em gái hơn hết, Jessica luôn nắm chặt tay Crystal và động viên em mình tự tin hơn. Trái ngược với vẻ ngoài băng giá, hai chị em lại vô cùng nhắn nhít khi ở riêng với nhau. Họ đùa giỡn như những đứa trẻ mới lớn, cùng nhau đi du lịch và ăn những món mình thích. Phong cách thời trang sân bay sành điệu. Cả Jessica và Crystal đều là fashionista hàng đầu của K-pop. Thành viên SNSD là người khởi xướng trào lưu mặc chất mỗi khi ra sân bay. Cô nàng dẫn đầu xu hướng là hình mẫu được nhiều cô gái học tập. Đây chính là nguyên nhân khiến Jessica nuôi ước mơ là nhà thiết kế, sở hữu một thương hiệu riêng. Jessica ưa chuộng những trang phục tiện dụng nhưng vẫn đầy nữ tính, điệu đà, kính mắt, quần skinny jeans là những item không thể thiếu của nữ ca sĩ. Crystal lại hướng tới một hình tượng năng động hơn, ưa thích những gam áo màu tối, áo oversize. Nhờ thân thái, thành viên FX được nhiều thương hiệu lớn ưa chuộng. Crystal hiếm khi vắng mặt ở những tuần lễ thời trang danh tiếng và thường khoác lên mình những bộ cánh hàng hiệu đắt giá. Nhờ danh tiếng và gu độc đáo, cặp đôi Jones Sister từng nắm tay nhau lên nhiều trang bìa tạp chí lớn. Các fan luôn phải trầm trồ trước những hình ảnh đầy khí chất thời thượng của hai chị em. Crystal cũng là người mẫu đáng giá nhất của thương hiệu Plus and Eclair do Jessica điều hành. Cặp chị em bị netizen ghét bỏ, cứ xuất hiện là nhận gạch đá. Kể từ khi rời SNSD, Jessica trở thành con ghẻ ở hàng, thường xuyên bị chỉ trích là theo đuổi sự nghiệp riêng, ích kỷ với SNSD. Bất cứ phát ngôn, bất cứ hình ảnh nào trên Instagram của nữ ca sĩ đều nhận vô số bình luận ác ý. Họ cho rằng Jessica muốn trở thành nhà thiết kế mới rời nhóm, nhưng suốt ngày chỉ đi dự sự kiện, hợp fan. Nhiều ý kiến cho rằng kể từ khi rời SM, nhan sắc của nữ ca sĩ càng ngày càng xuống dốc, lộ mặt càng cứng, khó nhận ra. Netizen luôn có cái nhìn không thiện cảm với Jessica, ngay đến khi việc cô nàng khoe ảnh đi du lịch ở Paris cũng bị chỉ trích là làm màu, khoe hàng hiệu. Mới đây, nữ ca sĩ đăng tấm ảnh khi đi du lịch thì nhận phải hàng loạt bình luận chê bai nhan sắc như cô ta nhìn như một người đàn ông để tóc dài. Tôi nhìn thấy bức ảnh này ở thumbnail và tưởng rằng nam danh hài Pion Kisu đang giả nữ chứ. Mặt dài thật đấy. Anh Moonbok đây ư? Anh đang làm gì ở đây thế? Giao kéo thế rồi mà cô ấy vẫn sở hữu đường nét như đàn ông vậy. Crystal cũng là nhân vật thường xuyên phải nhận chỉ trích vô lý từ phía netizen. Mỗi lần xuất hiện ở sự kiện, thành viên FX thường giữ khuôn mặt lạnh lùng thì bị chê kiêu căng, bệnh ngôi sao. Gần đây cô nàng tăng cân đáng kể vì trong thời kỳ nghỉ ngơi, bức ảnh sân bay của Crystal bị chê là thảm họa, gu thời trang xuống cấp. Nhiều anti-fan còn mỉa mai gà nhà SM là hết thời, mặt càng ngày càng giống đàn ông và sự nghiệp không có gì nổi bật, bị tuột lại so với những mỹ nhân đang lên của K-pop. Bất chấp những ý kiến trái chiều, Crystal, Jessica vẫn luôn là cặp chị em nổi tiếng nhất K-pop. Cả hai đều có nhan sắc và đặc biệt là có cá tính riêng. Hiện Jessica hạnh phúc với thương hiệu thời trang riêng, tự do làm những điều mình muốn. Crystal cũng có nhiều thời gian nghỉ ngơi sau khoảng thời gian làm việc cực lực. Cuộc sống của cặp chị em sang chảnh bậc nhất K-pop vẫn là niềm ao ước của các đồng nghiệp hàng khác.